Chào tất cả mọi người. Thì lâu rồi mình không quay được video cho các bạn xem ấy. Thì thời gian đó là mình ở cữ nhá. Mình đẻ xong mình ở cữ thì mình không quay được các bạn xem. Hôm nay thì được ngày nghỉ rảnh ở nhà thì mình sẽ quay một đoạn clip ngắn cho các bạn xem nhá. Xin mời các bạn theo chân mình. Các bạn theo chân mình đi thăm lại khu vườn nhà mình sau một thời gian mà mình nghỉ đẻ thì nó thay đổi như nào nhá. Mời các bạn theo chân mình. Xanh lúc trước mình quay là nó 9 rồi đấy. Vàng. Mời các bạn vào vườn nha. Vào vườn nhà mình đi xem, đi thăm vườn nha. Đây nha các bạn ơi, đã thấy bông hoa rất là đẹp không? Thì vườn nhà mình thì lúc trước còn rất là nhiều đỗ, nhưng mà sau một thời gian dài ấy, mình đã phá đi và chuẩn bị trồng rau các kiểu nhé. Đây là một luống nhỉ, một luống rau các bạn ạ. Cái này còn đỗ nữa, còn một ít đỗ nữa. Cây dâu ngót thì mình ở cứ thì hái mình ăn hết rồi nha, chặt hết đi, bây giờ nó mọc lên tầng này rồi, rất là đẹp luôn á. Cảnh vườn nhà mình rất là đẹp luôn các bạn ạ. Đây các bạn xem, dưới này cây mía nhà mình thì cũng khá là dài rồi ấy. Đấy kia có một cây mạ nhé các bạn ơi, cây cọ. Các bạn xem rau ngót nhà mình này, mời các bạn xem bông hoa nhá. Đây chỗ vườn nhà mình có một cái bông hoa rất là đẹp luôn. Cái này như là cây thuốc mà bố trồng hay sao ấy. Thì các bạn ơi, mình đẻ ấy thì vào mùa hè rất là nắng nóng luôn ấy, thì con của mình nó nổi mấy cái nốt đỏ đỏ ấy, nổi lên mấy cái nốt đỏ đỏ ấy, thì mình được bố với mẹ chồng cho biết một cây thuốc là mang về đun để tắm cho con thì nó sẽ khỏe. Thì đó chính là cây thuốc này nha các bạn ơi. Cây cỏ này ở trong vườn có luôn. Đây các bạn nhìn rõ ạ. Cây cỏ này nha, mình sẽ nhổ đi để đun cho con tắm thì nó sẽ khỏi nha các bạn ạ. Chỗ vườn nhà mình có rất là nhiều luôn. Đây, mình lá như thế này. Nếu như mà ai mà bạn nào, anh chị nào mà con bị đổi một cái nước đỏ đỏ thì mình mang cây này về để mình tìm cây cỏ này để mang về để đun cho con tắm nhé. Đun cho con tắm thì nó sẽ khỏi. Có một cây đây nữa các bạn ạ, mình sẽ nhổ nốt thật là nhiều. Ai không biết thì bảo là cây cỏ dại, nhưng mà mình được bố với lại mẹ cho biết thì cây này là cây thuốc nhá, dùng được để đun cho con tắm đây, cho con tắm vào mỗi khi mà ai mà đẻ vào mùa hè như này nắng nóng con hay nổi những cái nốt đỏ đỏ này, thì kiểu như
dắt con ấy, con khóc nhiều thì mình sẽ mang cái này về đun, đun cho con tắm thì nó sẽ khỏi mọi người ạ. Mình đã đun khá nhiều rồi nhưng mà tại vì đây là mùa hè, mùa nắng nóng ấy thì con mình thì tắm một hai lần thì nó khỏi, nhưng mà lại nóng thì trời lại nắng nóng ra thì nó lại có, thì mình lại đi nhổ để đun cho con tắm mọi người ạ. Mình sẽ nhổ khá là nhiều nha các bạn. Để xem mình nhổ đây. Đối với nhà mình thì lúc trước chỗ này là ngô ấy thì đã chín hết rồi thì mình hãy đi luộc ăn hết rồi. Đây là cây kia chỗ này này. Lúc trước là có rất là nhiều rau ngót, rất là tùm nhá, nhưng mà mình ở cữ mình đẻ thì chồng mình có nhựa lấy cho mình ăn hết rồi, chặt cho đi mình ăn hết rồi. Thì bây giờ nó lại mọc lên, mọc lên như thế này các bạn. Xem cây rau ngót nó lại mọc lên như này nhá. Cũng sắp được ăn rồi các bạn ạ. Cái này mà ăn thì mình hái đi ăn cũng được rồi. Và đây cũng có một cây, lúc đấy mình sẽ nhổ, nhổ nốt các bạn ạ. Sẽ nhổ mà nên đun nước cho con tắm. Đây nha các bạn ơi, cái cây cỏ như này là thuốc nha các bạn ạ. Sẽ nhổ đi để đun cho con mình tắm nha các bạn ạ. Mình có phát hiện cái thuốc này, và thứ hai mình có phát hiện một quả bí đỏ.